Một giàn khoan nằm giữa lòng biển đột nhiên bị sương mù bao phủ, nhưng điều khiến mọi người tuyệt vọng là trong sương mù còn có một sự tồn tại kỳ lạ. Sự việc bắt đầu trên giàn khoan của một vùng biển ở Thái Bình Dương. Các công nhân đang thảo luận sôi nổi về việc khi nào thì được về nhà. Bỗng nhiên ánh đèn trên đỉnh đầu bắt đầu nhấp nháy, tất cả máy phát điện trong phòng máy cũng ngừng hoạt động. Bây giờ chỉ có thể khởi động nguồn điện dự phòng, sau đó các công nhân chạy lên boong tàu. Giàn khoan bị mất điện là một vấn đề lớn, rất có thể sẽ tạo thành giò khí ga. On hoảng sợ phát hiện ra giàn khoan bên cạnh đã bị cháy. Hơn nữa lan can cũng đang rung lắc, người phụ trách giàn khoan Magnus cũng nhận ra có gì đó không đúng. Nên muốn liên hệ trước với tàu cứu hộ thì phát hiện ra thiết bị truyền tin cũng bị hỏng nên trong chốc lát sẽ không thể liên lạc với phía bên kia được. Lúc này giàn giáo của giàn khoan đột nhiên bốc cháy. Chuyện mọi người lo lắng cuối cùng vẫn xảy ra, do phải chịu áp suất quá cao nên hầm mỏ cũng đã tự bốc cháy. May mà On phản ứng nhanh, lập tức chạy đến phòng điều khiển và nhận ra áp suất trong hầm mỏ vẫn đang tăng. Thế là ông ta hỏi Magnus có cần cắt đứt đường ống dẫn không. Magnus rơi vào trầm tư vì nếu làm như vậy sẽ ngăn chặn luồng không khí đi vào đất liền và mỗi một phút sẽ tổn thất hàng chục nghìn đô. Cảnh báo áp suất vẫn đang tăng, cuối cùng cũng ra lệnh cắt đường ống dẫn. On lập tức làm theo, thế là ngọn lửa cháy trong đường ống dẫn lập tức bay vọt lên, sau đó dần dần biến mất. Hiểm họa lần này coi như đã vượt qua an toàn, nhưng bọn họ phải mau chóng tìm ra nguyên nhân của sự cố này. Suy cho cùng, làm việc trên giàn khoan cũng giống như con dao hai lưỡi vậy, bất cẩn một chút là sẽ không bao giờ trở lại được. Khi mọi người chuẩn bị quay, cả giàn khoan đột nhiên rung chuyển dữ dội, các công nhân bám vào lan can, ai ai cũng hoảng sợ. May mắn thay, vài phút sau chấn động dữ dội đột nhiên biến mất, nhưng bọn họ chưa kịp thở vào nhẹ nhõm thì nhìn thấy một cảnh tượng cực kỳ đáng sợ. Đó là một màn xương dày đặc đang tiến đến rất nhanh. Trong nháy mắt chúng đã bao phủ tàu cứu hộ và giàn khoan bên cạnh. Không lâu sau mọi người cũng bị sương mù bao phủ, bọn họ làm việc trên biển bao năm nhưng chưa từng gặp sương mù kỳ lạ như thế này, thậm chí đến tầm nhìn 1 mét cũng chưa từng gặp bao giờ. May mà lúc đó điện lực đã khôi phục trở lại, các quản lý cũng đang thảo luận nguyên nhân của chấn động ban nãy. Chẳng lẽ là động đất dưới lòng biển tạo thành, rốt là một nhà địa chất cao cấp, cô ấy nói trước đây đã từng khảo sát, cấu trúc địa chất của vùng biển này ổn định, không thể nào xảy ra động đất được. On nói, chúng ta liên tục yêu cầu tài nguyên từ đất liền, có lẽ đây là một pha phản công của chúng. Nhiệm vụ cấp bách hiện giờ là liên hệ với trụ sở yêu cầu chi viện, còn nguyên nhân có thể thảo luận sau. Đáng tiếc thiết bị truyền tin bị tổn hại, phải gọi người đến sửa thì mới được. Rất nhanh hai nhân viên sửa chữa liền mặc quần áo bảo hộ rồi đến tháp tín hiệu. Đi đầu là một thanh niên trẻ tuổi tên là Bát, mặc dù anh ta rất sợ hãi nhưng vẫn cắn chặt răng, từ từ len qua màn xương dày đặc, khiến anh có cảm giác như đang ở trong địa ngục vậy. Bỗng một con hải âu bay đến trước mặt, Bát sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy, may mà có dây an toàn bảo vệ, anh ta mới không bị ngã xuống. Sau đó một người thợ khác cũng trèo lên, Bát dần ổn định trở lại, cuối cùng cũng trèo lên đỉnh tháp tín hiệu. Người thợ này là phóng viên cấp cao của giàn khoan, chỉ cần một thao tác là đã khắc phục được sự cố của tháp tín hiệu. Nhưng khi Bát đang dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị đi xuống thì phát hiện một con chim đã chết trên boong tàu mà không rõ lý do. Sau đó là một cảnh tượng kinh hoàng xảy ra, ấy thế mà Bát lại ngã từ đỉnh tháp xuống. Sau khi nhân viên y tế ở giàn khoan nhận được tin thì vội vàng chạy đến boong tàu. Anh kiểm tra mặt của Bát thì thấy anh ta vẫn còn dấu hiệu sống sót, thế là lập tức khiêng vào phòng y tế. Bác sĩ phụ trách kiểm tra vết thương của Bát, ngoài những vết thương ngoài da thì nội tạng cũng bị tổn thương nghiêm trọng, nhưng điều kiện y tế hiện giờ căn bản không thể chữa trị được. Cách duy nhất là gọi máy bay trực thăng đưa cậu ta đến bệnh viện. Nhưng sương mù đang bao phủ không thích hợp để trực thăng bay vào. Cuối cùng Bát sẽ sống hay chết đây, chỉ trông chờ vào số mệnh của anh ta thôi. Phóng viên cao cấp trách mình không chăm sóc tốt cho Bát. Điều càng khiến anh ta buồn phiền hơn là, mặc dù đã sửa xong thiết bị truyền tin, nhưng gọi một hồi lâu mà trụ sở vẫn không có ai trả lời. Ai ngờ chuyện xui xẻo còn hơn cả như vậy. Trợ thủ rốt phát hiện không chỉ hầm dầu của họ mà tất cả hầm dầu ở biển đều đóng cửa. Từ trước đến giờ chưa bao giờ xảy ra chuyện như vậy. Rốt cuộc là ai đã làm ra chuyện này, hết rắc rối này đến rắc rối khác xảy ra. Người phụ trách Magnus cũng không còn tâm trạng sản xuất dầu nữa. Anh ta chỉ muốn đưa tất cả công nhân an toàn về bến cảng. Ông Zala không thể ngồi yên được nữa. Ông ta cho rằng sự cố của Bát đều là do sơ suất của Magnus về ra, không nên để anh ta đi sửa tháp thông tin. Magnus không muốn giải thích nhiều nên đã đi ra khỏi phòng làm việc. Zalo đã vô tình tìm thấy một tài liệu trên bàn. Bên này Magnus vẫn đang thương lượng đối sát với trợ thủ. Đột nhiên nghe thấy cấp dưới báo cáo, lão già là đang làm loạn trên đó, thế mà ông ta lại có thể gọi tất cả công nhân đến boong tàu. Chỉ trích cách làm của Magnus không đúng, không những khiến Bát tự tìm cái chết không có lý do chính đáng, mà còn dập tắt cơ hội về nhà của các công nhân. Magnus kìm nén cơn tức giận nhanh chóng đến hiện trường và trách mắng lão già la đừng nói linh tinh, ai ngờ được là đã có chuẩn bị từ trước. Ông ta lấy ra tài liệu đã tìm thấy ở phòng làm việc. Sắc mặt của Magnus lúc đó liền thay đổi, vội vàng tiến về phía trước cướp tài liệu, sau đó bất lực tuyên bố với mọi người. Bởi vì giá dầu vẫn tiếp tục giảm xuống, nên trụ sở quyết định đóng cửa tất cả hầm dầu trên biển. Nói cách khác thì tất cả mọi người ở đây sẽ thất nghiệp. Vốn dĩ Magnus định để sau khi mọi người lên bờ mới tuyên bố tin tức này nhưng lại không ngờ gặp phải màn sương mù như vậy khiến tất cả mọi người đều buồn bã. Ngay lúc đó trên bầu trời đột nhiên có thứ gì đó rơi xuống. Ban đầu mọi người còn tưởng tuyết rơi,
nhưng xem kỹ thì phát hiện ra đó là những mảnh màu đen giống như cho vậy. Tất cả mọi người đều thẫn thờ nhìn lên bầu trời, những thứ này là ở đâu tới vậy? Lại có thêm một chuyện kỳ lạ nữa xảy ra, vốn dĩ Bass bị thương rất nghiêm trọng tưởng chừng không thể sống sót. Thế mà lại đi đến giàn khoan một cách kỳ diệu, trong miệng không ngừng lầm bầm, bác sĩ chạy đến, vội vàng đưa trở về phòng y tế. Sau khi kiểm tra một lượt thì thấy vết thương của cậu ta đã tốt hơn rất nhiều. Trợ thủ rốt vội vàng đến hỏi Bass, rốt cuộc ở trên đỉnh tháp đã xảy ra chuyện gì, nhưng Bass lại không nhớ gì cả. Trong đầu cậu ta lúc đó đều là tiếng ồn, mơ hồ như thấy gì đó trong sương mù, sau đó trở nên điên cuồng, trong miệng không ngừng lặp lại nó đến rồi. Bác sĩ vội vàng trấn an cảm xúc của cậu ta, rồi hỏi rốt cuộc là cái gì đến. Bác nói đó là một cơn thủy triều đáng sợ, sau đó cậu ta liền ngủ tiếp đi dưới tác dụng của thuốc an thần. Ngoài cửa, bác sĩ và rốt rất lo lắng, bởi vì tình hình của bác rất bất thường, vết thương của cậu ta không thể khôi phục nhanh như vậy được. Thậm chí những công nhân khác cũng lo lắng cho bác, hiện giờ bọn họ không còn nghĩ đến việc mình sẽ thất nghiệp. Bọn họ chỉ muốn mau chóng rời khỏi nơi quỷ quái này. Lúc này đột nhiên trên biển xuất hiện ánh đèn, đó là tàu cứu hộ đang truyền tin. Một công nhân được ủy nhiệm đến bong tàu nhận tín hiệu. Lúc này trên trời vẫn còn những mảnh cho kỳ lạ bay xuống. La cực kỳ lo lắng. Anh ta vừa quan sát tần suất đèn nhấp nháy của tàu cứu hộ, vừa viết lên cánh tay. Rất nhanh thông tin liên lạc đã được dịch. Hóa ra tàu cứu hộ vẫn đang lặp lại 4 chữ yêu cầu chi viện. Manus lập tức bảo cấp dưới trả lời tín hiệu, có thể cho tàu cứu hộ cập vào giàn khoan. Nào ngờ trợ thủ rốt lại từ chối kịch liệt, hiện giờ giàn khoan tạm thời không có nguy hiểm gì, tại sao phải sơ tán nhân viên, cô ta còn muốn mau chóng làm việc trở lại. Manus nghĩ thế cũng đúng, lên tàu cứu hộ cũng không hẳn là an toàn, nên làm rõ tình hình trước đã rồi mới tính sau. Với tư cách là tổng phụ trách, Manus buộc phải suy nghĩ tất cả mối nguy có thể xảy ra. Sau đó tìm đầu bếp dặn dò, bữa ăn tối nay vẫn như cũ, nếu tình hình ngày mai vẫn không chuyển biến tốt thì buộc phải giảm lượng thức ăn đi. Nhưng điều ông ta không nghĩ tới là chuyện bất ngờ lại đến nhanh như vậy. Sau khi La đứng trên bong tàu trả lời tin tức của tàu cứu hộ, cơ thể đột nhiên đau đớn dữ rồi. Thế là anh ta liền tới phòng y tế, nhưng bác sĩ lại không có ở đây, anh ta đành lấy vài chai thuốc sát trùng để làm sạch cơ thể. Anh ta cứ nghĩ đống cho bay từ trên trời xuống, có hơi bất thường, khi đang cởi quần áo ra thì chất lỏng màu đen bắn ra. Trong lòng La lại càng lo lắng hơn, anh ta liên tục cọ vết bẩn, không ngờ khắp nơi trên cơ thể bắt đầu rỉ máu. Anh cảm thấy cơ thể càng ngày càng yếu ớt, cho đến khi ý thức bắt đầu mơ hồ. Trợ thủ rốt lúc này đã thu thập xong mẫu cho, nhưng cho dù cô ấy là nhà địa chất đi nữa, thì cũng không thể phán đoán thành phần và nguyên nhân hình thành của cho. Phải làm một phân tích địa chất thì mới được, trong lúc Bass đang hôn mê thì anh ta đột nhiên bật người tỉnh dậy. Nhận ra trạng thái của mình đã tốt hơn nhiều, rồi gỡ tấm gạc trên tay ra. Trước đây vết thương vẫn còn chảy máu thế mà đã lành lại. Bass kinh ngạc đến ngẩn người. Nhìn đôi mắt của mình qua ánh sáng phản chiếu của khay đựng dụng cụ, anh nhận ra vết thương ở mắt phải cũng đã khôi phục hoàn toàn. Chỉ là hai vòng tròn ở mắt trông hơi hung dữ. Lại một lần nữa Bass đột nhiên cảm thấy thủy triều đang đến. Phải một hồi lâu anh ta mới trở về trạng thái bình thường. Trong lòng anh ta lại càng sợ hãi, chỉ muốn mau chóng rời khỏi nơi quỷ quái này. Nào ngờ trong miệng anh ta đột nhiên chuyển sang đau dữ rồi. Cứ như thế mà một chiếc xăng tự nhiên rơi ra, Bass tròn mắt sợ hãi, rốt cuộc sương mù này chiếu thứ gì, sức mạnh bí mật nào, và những đám cho bay xuống là cái gì, các công nhân trên giàn khoan có thể về nhà an toàn sao? Các bạn muốn biết đáp án thì nhớ theo dõi nhé. Hẹn gặp lại vào video sau.